Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Lại vào trong cả, nào. Để xem chú chạy đâu. Ui, phó liệu cả. Thế sợ rồi nha mày, chạy nhanh. Chạy nhanh mà luôn, nó có phó liệu này. Ui. Nó có phó liệu các bạn ạ. Như này thì kẻo sợ rồi. Làm quả gặp ngay thì có phó liệu này. Chạy đi em, đúng rồi, chạy đi em. Ăn ngay ba quả liệu xanh mộ nha em, kể cả là có phó liệu luôn nha. Xanh mộ cho em ơi. Đây, quan trọng là kẹo sẽ lên trên cái đá nào. Úi dồi ôi, mà chạy à? Phóng liệu à? Tưởng gì? Khẩu phóng liệu Sida này. Mình sẽ vứt bớt cái đạn shotgun đi, bởi vì là kẹo không có dùng nhá. Ngoài ra thì kẹo cũng sẽ lượm thêm liệu tròn này, bông keo này, thêm máu này anh em ơi. Đó. Đây cô nào anh em ơi, bây giờ là mình sẽ tìm cái nâng giáp nhá. Để xem ăn được cái nâng giáp. Ăn được nâng giáp mới ngon cơ anh em ơi. Let's go. Kẹo nhớ là phía dưới có một cái nâng giáp anh em ạ. Đây đây, vẫn đang còn nguyên này. Chuẩn bị có nâng giáp 4.5 nha. Quá đã anh em ạ. Ok ngon. Như này thì quá ổn rồi các bạn ơi. Đây anh em ơi, anh cẩn thận mà. Thế là bây giờ thì kẹo đã có được có mỗi là một mạng đầu tiên. Hơi chán nhỉ, từ từ là mới kiếm được thêm mạng nha các bạn ơi. Phải là từ từ thì khoai mới như và từ từ thì mới kiếm được thêm mạng nhá. Let's go các bạn. Lỗi à, cái đậu xanh. Lỗi à, ui. Cái đậu xanh em ơi, làm gì vậy? Ui, làm gì vậy hả em? Cái đậu xanh em ơi, ui, làm gì vậy? Trời ơi, thiên nhiên. Tính làm gì vậy hả em ơi? Nó định chơi mình à? Tức là chơi kẹo mà dễ hả anh em? Combo đích này. À, combo đích mình có từ lúc nãy cơ. Thế là bây giờ thì kẹo sẽ trang bị giảm thanh luôn nhỉ anh em. Ok, quần máu này. Có 7 thứ máu cơ mà các bạn. Đây. Anh em xem nhớ follow cho kẹo để ủng hộ cho kẹo nhá. Kẹo cố kiếm top 1 các bạn ơi nào. Xe nó chạy đâu rồi? À, ngay ngoài xe này à? Thế chú xanh một với anh rồi. Chạy xe này thì xanh mộ rồi nha em ơi. Hay đứng lại em ơi. Nào đừng chạy. Đừng có chạy em ơi nào. Mày chạy đi em. À mày chạy được với anh à? Mày chạy được với anh à? Chạy được với anh à? Ui chạy được với anh à? Xanh mộ cho em. Đã bảo rồi nó mà không nghe cơ. Mày tưởng là mày chạy được với anh à? Let's go các bạn ơi. Cùng kẹo đến xem bạn nào. Đây. Đâm thẳng vào nhà này luôn này. Đâu rồi hả em? Chạy tầng 2 à? Kiểu này chắc là chết tầng 2 này. Ăn liệu đem ơi. Ui, kẹo đáp liệu hơi ngu rồi. Phải ngu quá rồi nha mạng. Đâm ra là kẹo là một thằng phá xe rồi. Mình để phá cả xe cả. Cái pha câu liệu siêu ngu đến từ vị trí của sĩ kẹo. Ui, what the hell. Tiếp tục là chuỗi siêu ngu rồi nha mày. Ui cái đậu xanh. Trời ơi con liệu ngu rồi. Nhưng mà trên này có ai đâu. Cái what the hell. Làm quả mình làm mấy pha con liệu ngu quá anh em ạ. Mấy pha con liệu hơi bị ngu đấy. Ui cái đậu xanh. Ui cái đậu xanh. Ui cái đậu xanh. Ui cái đậu xanh. Cái đậu xanh. Nó mất máu rồi nha mày, mất máu rồi. Nào. Đây kẹo quần máu luôn các bạn ơi. Nó ngay trên tầng 2 này. Với những pha câu lựu mù mắt đến từ vị trí của sĩ kẹo. Nhảy xuống à? Để coi nhảy đâu. Nhảy đâu vậy Hải em ơi? Nhảy xuống à? Đây à? Tưởng gì đây à? Đây à? Trời ơi thân nhiên. Xanh mộ cho em ơi. Xanh mộ chưa? Chú tưởng trẻ anh dễ là hơi bị sai sai đấy nhá. Đâm ra hiện tại mũ giáp của kẹo còn nguyên nha. Let's go này anh em ơi. Ở ngoài này có một cái thính này nhưng mà kẹo sẽ ăn tạm cái nấm này nha anh em. Nấm ba củ nhá. Ngon. Ngon thì ăn tạm luôn thôi. Đây và qua phía này. Hướng 30 độ của thính nha anh em. Ok các bạn ơi. Đây
Kẹo cố gắng chơi lên top 1 nào. Montachak ở ngay phía này. Đó. Chạy qua và lấy sơ luôn, ngại gì hả các bạn ơi. Ui, thính rơi à? Thính rơi đâu vậy? Không biết là thính rơi đâu nữa. Cứ lấy xe cái đã nào. Lấy xe cái đã. Và chúng ta sẽ cùng đi sa mạc nào anh em ơi. Chỉ còn lại có 14 tấn nữa thôi anh em, là chúng ta đã có thể là có được top 1 rồi nhá. Đây, cứ chạy thẳng phía 330 nha anh em. Anh cầm combo Famas cộng Ska. Ui, combo này gắt vậy em. Để anh xem anh rảnh thì sẽ làm thử thách cho mọi người coi nhá. Nào anh em, chạy qua phía này. Thính thì hơi bị sai nhưng mà không sao cả đấy. Cứ chạy qua mà kiếm mạng thôi, ngại gì hả anh em. Tôi nghĩ là ngay cạnh thính sẽ có thêm người anh em ạ, bao giờ cũng vậy mà. À đây. Cái mắt ở heo, mày làm gì vậy? Cột máu à? Cột máu lộ liễu với Hải ơi. Thế thì xanh mộ là đúng rồi nha em. Nào, mình lượm nốt cái quả bóng keo cái đã. Cái đậu xanh mây, ui. Cái đậu xanh mây, ui. Cái đậu xanh em, tính tông anh à? Tính tông anh hay gì vậy hả? Ok các bạn ơi. Đây, lên xe nào anh em. Cùng kẹo lên xe và lấy top 1 thôi nào anh em. Đó, chạy qua để loot thính cái đã. Ui rồi, xe chạy xuyên qua hàng rào luôn, ngại gì hả anh em. Uầy, thính này đã bị lượm rồi. Thì có lẽ là mình sẽ kiểm tra lại cái xác của một trong hai đứa. Mong là sẽ có được ngon anh em ơi. Uầy. Đây, ui, mắc kẹt hàng rào à? What the hell, đen vãi trưởng anh em ạ, không hiểu sao tôi chạy cái kiểu để mắc kẹt hàng rào được. Anh em thấy thua với kẹo chưa ạ? Chạy kiểu ngáo quá mà anh em. Đâm ra lại mắc kẹt hàng rào cơ. Ồ, thằng này nó là súng FVD. Chắc là thính kia cũng là thính FVD các bạn ơi. Nào, let's go. Chúng ta sẽ chạy bằng con xe khác thôi. Chạy tạm con xe quân đội vậy, còn 9 đứa nữa nha. 9 đứa nữa là top 1 rồi các bạn ơi. Nào, cùng kẹo đi sa mạc nào anh em ơi. Let's go. Ok, qua phía này và bây giờ chỉ còn lại đó là 8 thanh niên nữa nha. Hello các bạn, mình sẽ chạy lên phía trên cái đá. Ui, ui rồi em ơi, đừng bắn, đừng bắn, anh sợ, đừng bắn, anh sợ. Đừng bắn, anh sợ, ui. Đừng bắn, anh sợ này, ui. Đừng bắn, anh sợ này, ui, đậu xanh. Mà tính chơi ai nhỉ, thanh niên. Ui rồi, ôi em ơi. Tưởng chơi kẹo này mà dễ à. Kẹo cầm combo Ska cộng với MP đúng ơi, phải gọi là sấy kinh khủng luôn nha em ạ. Anh em thấy sấy gắt chưa ạ? Nào các bạn ơi, thấy không? Chắc còn xem mà tôi chắc có phép thuật là sao hả em? Mà không biết là bao giờ thì mới có skin cho con xem mà tôi chắc nhỉ anh em. Đây, kẹo hãy cứ chạy lên phía trên cái đã. Đó, các bạn là chúng ta sẽ cần vào bò trước nha anh em. Vào bò trước và kiếm thêm mạng nào nha. Thôi thì mình sẽ cố gắng lượn lờ một xíu ngoài này, đấy, trước khi là vào bò nhá. Mong rằng là sẽ tìm thấy được một thanh niên nào đó đang chạy bò nha. Đây, chạy thẳng vào khu cánh đồng luôn. Wow, chưa thấy ai, vẫn là chưa thấy ai anh em ạ. Wow, wow, wow. 6 người chạy nữa cả. Để coi. Ồ, mãi phía trên này có thứ nha anh em ơi. Đây là kẹo sẽ chạy qua đây nhá. Ngay phía 210 này. Let's go này anh em ơi. Ui, chạy hơi ngu rồi. Cái đậu xanh. Đây anh em ơi. Ui, để chạy qua phía thính cái đã các bạn ơi. À, thằng nào lấy xe vậy? Lấy xe à? Em ơi, đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ui, đứng lại em ơi, đừng có chạy nữa em ơi. Ui, nó chạy này các bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Hey you, đứng lại. Ui, nó vẫn chạy này. Thích đua xe hả em ơi? Bạn ơi, xe mình như này chạy làm sao đuổi kịp được xe bạn. Ui, cái đậu xanh. Nó cậy xe nó chạy nhanh hơn mình anh em ạ. Nó chạy với một tốc độ bá chế vãi trưởng. Nào em ơi. Ui, đừng chạy. Bạn ơi, đừng có chạy. Bạn chạy mình đuổi theo một niềm tin và hy vọng à? Úi dồi ôi, thanh niên nó chạy như kiểu là chưa bao giờ được chạy vậy. Chạy nhanh vãi trưởng các bạn ơi. Ai bạn ơi, bạn chạy nhanh quá, sao mình đuổi kịp được? What the hell, nó chạy mất hút luôn này.
trời ơi, vừa kẹo đang mất thời gian để đuổi theo nó nhá. À, có xe này. Quay độn thổ à? Nó bị độn thổ hả các bạn ơi? Hình như là nó bị độn thổ anh em ạ. Không biết là phải không nhỉ? Tự nhiên thấy quả xe nó chập chờn. Kiểu là bị độn thổ rồi vậy. Hình như là vậy rồi các bạn ạ. Ui, quá là nhỏ cho một thanh niên. Thế bây giờ là còn lại có 6 thằng nữa nha các bạn ơi. Nào, thử lên trên phía này coi nào. Đáng tiếc cho một thanh niên bị độn thổ à. Cứ chạy lờ qua mấy con này coi nào. Kiểu gì cũng thấy người nha các bạn. À đâu, what the hell, mình nhìn nhầm anh em ạ. Không phải sao nó bị độn thổ, chắc là lỗi game thôi. Lỗi hiển thị anh em ơi. Nào, em ơi đừng có chạy. Bây giờ là anh có xe xịn rồi nha em nhá. Đừng có chạy em ơi. Wow, cái đậu xanh vẫn chạy được cơ à. À đây, à đây anh em ơi, à đây anh em ơi. Ui, à đây các bạn ơi, mày chạy à? Ok, xin mộ cho bạn ơi. Xuống xe ơi, xuống xe ơi, xuống xe ơi, xuống xe ơi. Ui, xuống xe ơi, xuống xe ơi. Đó anh bảo gì mà. Xuống xe ơi, ui, xuống xe ơi, ui, xuống xe ơi, ui. Cái đậu xanh, xuống xe ơi, xuống xe ơi, ui. Anh bảo gì các bạn không nghe à? Thế là xanh mộ rồi nhé em ơi, đây, kẹo quần máu có đã các bạn ơi. Đây bây giờ là còn lại 3 mạng này anh em. Cố gắng top 1 luôn nha. Let's go. Kẹo sẽ cố gắng săn nốt 3 mạng cuối luôn các bạn ơi. Nào, 3 thằng cuối đang ở đâu rồi anh em ơi? Ui, chưa thấy chúng nó đâu cả. Let's go. Mình sẽ lượn lờ có mấy khu này coi nào. Sau này có ai không vậy? Không có ai cả các bạn ơi. Đây, à đây, à đây, tưởng gì, tưởng gì em ơi. Ok xong nhá. Tưởng gì cơ đã. Ok, đã rút xong máu nha anh em. Nào, let's go. Có lẽ có 3 đứa thôi à? Chắc là mình sẽ trang bị đóng ba luôn nha. Đóng ba luôn vào Ska này. À đâu, có lẽ 2 đứa. Tính cả mình mới là 3 nha các bạn ơi. Nào, cố gắng cứu nốt hạng mạng cuối nào. Ui, em ơi, em đâu rồi em ơi? Úi dồi ôi, không biết là một thằng ở đâu rồi nhỉ anh em? À đâu, 2 thằng cơ mà. Nào, chạy vào body các bạn ơi. Nào, chạy vào body các bạn ơi. Đây, kẹo đang tìm các bạn rồi nhá. Chưa thấy ai ngoài này cả anh em ơi. Nào, chúng ta sẽ chạy lại gần body nữa nào. Úi dồi ôi, đâu, đâu rồi vậy các bạn ơi? Nào, hai thằng cuối nào, hai thằng cuối chỗ nào vậy? Ui, vẫn chưa thấy anh em ơi. Kiểu what the hell, cho nó đâu vậy? Có những hai đứa cơ mà, hình như là phía trên này à? Kẹo sẽ lên phía trên này coi. À đây, một đứa ngay phía trên các bạn ơi. Ui, bạn ơi đừng xé xe mình, đừng xé xe mình bạn ơi, mình sợ. Bạn ơi đừng xé xe mình. Ui, cái đậu xanh, ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh. Mày tính chơi anh gì? Ui, mày tính chơi anh hay gì? Mày tính chơi anh à? Ok, thân hiện giảm bắn kẹo vào cái kết này anh em. Ok, quần máu nào anh em. Bên đây còn nó làm 10 bông keo nhá. Bây giờ là thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em? Thôi kệ, kẹo lên tạm con xe nát luôn nha. Còn có một đứa thôi mà, sao phải ngại hả anh em? Đây, chạy lại gần bo nào. Ui, bo này căng vãi trưởng rồi anh em ơi. Đốt máu ghê quá nhỉ anh em. Kẹo sợ đấy nha. Nào anh em ơi, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu rồi? Chú nó ở đâu vậy? À đây, à đây, tưởng gì ở đây à? Nào, chạy bo đi em ơi. Úi dồi, em ơi, chạy bo này. Chạy bo này em ơi, nhân dấu nhá. Trời ơi, thằng Niên. vỗ tay anh em. Ok, như vậy là trong bữa nay thì kẹo đã giành được lấy top 1 rồi nha các bạn ơi. Wow. Yes, tuyệt vời. Ok anh em, top 1 với 11 kill, tuyệt vời cho anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.